Ngày tận thế đến, mưa đá rơi xuống. Tôi tái sinh, tôi tích trữ vật tư trước. Đón chào ngày tận thế. Mưa đá to như quả bóng bàn. Kính thường dễ dàng bị đập vỡ. Kính xe cũng không ngoại lệ, hơn nữa sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ khoảng chưa đầy 1 mét. Nên hầu như không ai ra ngoài được. Sau đó nhiệt độ cũng giảm mạnh, tuy không đến mức đóng băng người thành đá, nhưng cũng xuống đến âm 10 mấy độ. Chú ý đó là tháng 6 đấy. Và khi thời gian đến ngày thứ tư, hệ thống điện sụp đổ, rất nhiều người bị chết cóng. Điều tồi tệ hơn là mưa đá còn chứa độc tố, thực vật chết khô, nguồn nước cũng bị ô nhiễm, uống một ít sẽ nôn mửa tiêu chảy, đau đớn tột cùng, uống nhiều thì lập tức chết. Tất cả mọi người đều bị mắc kẹt, môi ăn núi lở. Và khi thức ăn nước sạch cạn kiệt, điều kinh khủng nhất xảy ra, con người ăn thịt lẫn nhau. Mà tôi ở kiếp trước bị vợ và gia đình cô ấy tấn công, cắt tôi ra và ăn thịt. Bây giờ tôi tái sinh, tôi nhìn thời gian, hôm nay là ngày mồng 1 tháng 3. Ngày tận thế bắt đầu xảy ra khi nào? Tôi nhớ là ngày mồng 1 tháng 6, còn đúng 3 tháng nữa ngày tận thế mới bắt đầu. Tôi vẫn còn thời gian. Tôi vừa xuống giường, đột nhiên phát hiện tư duy của mình lại kết nối với một không gian mênh mông vô bờ bến. Thật tuyệt, tôi lại còn thức tỉnh năng lực đặc biệt. Thế này thì càng có thể giúp tôi sống sót. Sau khi ngày tận thế đến, tôi bước ra khỏi phòng. Cha vợ Trịnh Hữu Quân hùng dữ bảo tôi đi nấu cơm, bởi vì tôi là con rể sống với nhà vợ. Bình thường ngoài đi làm, việc nhà cơ bản đều do tôi lo, lương hầu như nộp hết. Chẳng khác gì người hầu. Ồ không đúng, người hầu còn có lương, tôi không có mà còn phải bù thêm. Tôi nhớ hôm nay vì sáng bị đau đầu, xin nghỉ nên không đi làm. Cha vợ thấy tôi ra cửa, lập tức mắng tôi tơi bời. Tôi vừa thấy ông ta, huyết áp lập tức tăng vọt. Trong đầu hiện lên cảnh kiếp trước ông ta cầm đao lớn, chém tôi đứt lìa, hình ảnh đó, ký ức đau đớn vẫn còn mới. Tôi cũng không nhịn được nữa, lao lên cho ông ta một cái tát. Bây giờ vẫn là xã hội pháp trị, tôi tạm thời chưa thể làm gì ông ta. Tôi bình tĩnh lại, đóng sầm cửa bỏ đi. Trong nhà, Trịnh Hữu Quân ngơ ngác chửi thề. Hôm nay tôi còn phải đi làm một việc đúng. Ly hôn, trước tiên phải ly hôn đã, rồi bắt đầu kế hoạch kiếm tiền của tôi. Tôi gọi điện cho Trịnh Quyên, hẹn cô ta đến sở dân chính. Ban đầu cô ta không muốn, dù sao tôi là tấm vé ăn dài hạn. Cô ta còn lấy đứa con trai 3 tuổi ra uy hiếp tôi, nhưng trước khi chết, Trịnh Quyên đã thừa nhận đứa bé đó không phải con tôi. Đúng, tôi bị cắm sừng, trở thành kẻ gánh nợ. Đây cũng là lý do tôi kiên quyết ly hôn ngay. Có thể nói tôi căm ghét nhà họ Trịnh đến tận xương tủy. Thấy tôi vạch trần chuyện đứa con, lại còn chấp nhận ly hôn trắng tay, Trịnh Quyên hết cách, đành phải đồng ý ly hôn với tôi. Bây giờ tôi không có thời gian lãng phí với cô ta, đợi khi ngày tận thế đến sẽ có đủ thời gian để báo thù. Rời khỏi sở dân chính, tôi trực tiếp đến cửa hàng sổ số. Đúng, tiền. Tôi nhớ rất rõ, tối nay sẽ có một dãy số rất kỳ quặc, 6 số liên tiếp. Chủ cửa hàng sổ số nhìn tôi như thể nhìn kẻ ngốc, bởi vì người bình thường sẽ không mua những con số như vậy, hơn nữa còn mua với số tiền gấp 100 lần. Nhưng đúng là tối nay số trúng thưởng lại chính là dãy số khó tin này. Sau đó tôi tìm một nhà hàng, gọi cả bàn đầy món ăn, tất cả đều cho vào không gian. Tôi muốn nghiên cứu đặc tính của không gian này. Lúc thanh toán tôi dùng thẻ tín dụng, vì tôi đã hết tiền mặt rồi. Đến phòng khách sạn, lấy thức ăn từ không gian ra, phát hiện chúng vẫn còn nóng. Ăn xong nằm trên giường suy nghĩ một chút. Tôi phát hiện thời gian trong không gian này là đứng yên. Đi vào thế nào? Ra vẫn thế đó. Những thứ khác vẫn cần tiếp tục khám phá. Tôi nằm trên giường, chờ đợi kết quả sổ số tối nay. Đợi có tiền này, kế hoạch tiếp theo mới có thể triển khai từng bước. Ngày tận thế đến, trời đổ mưa đá. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mở điện thoại ra xem, số trúng thưởng không hề sai lệch, lịch sử lặp lại một lần nữa. Điều này càng khiến tôi tin chắc hơn về ngày tận thế sắp đến. Thu dọn đơn giản một chút, tôi bắt taxi đến trung tâm sổ số lĩnh thưởng. Vì tôi mua số lần theo mức độ giải thưởng, nên tự nhiên giải thưởng bị tôi lấy sạch, trừ thuế và từ thiện, số tiền thực sự nhận được cũng đạt 398 triệu. Đây là một tài sản khổng lồ, tiền còn chưa đến tay. Đại diện của mấy ngân hàng đóng tại trung tâm sổ số lập tức vây quanh tôi kéo việc làm ăn. Tôi tùy tiện chọn một ngân hàng, lý do là gần khu nhà cũ của tôi hơn. Sau khi hoàn tất thủ tục gửi tiền, vị giám đốc bộ phận kinh doanh này mời tôi đi chơi với vẻ đầy xuân sắc, ý đồ quyến rũ rất rõ ràng. Tôi đánh giá cô ta vài lần, nhan sắc trên 70 điểm. Theo tiêu chuẩn của tôi, 60 điểm đã là mỹ nhân, nên 70 điểm tuyệt đối là trên mức tiêu chuẩn. Tuy có hơi động lòng, nhưng vẫn từ chối. Thứ nhất là không rảnh, thứ hai, rõ ràng cuộc tình này không miễn phí. Cô ta làm nghề gì? Thu hút tiền gửi chứ gì? Xong rồi, cô ta chắc chắn sẽ bán cho anh sản phẩm tài chính cô ta giới thiệu. Tôi định đầu tư phần lớn tiền vào thị trường chứng khoán, phải tăng lên 2 tỷ thậm chí nhiều hơn trong vòng 2 tháng. Tháng cuối cùng thì điên cùng tích trữ vật tư, nên số vốn ban đầu bây giờ rất quan trọng. Sau đó kết bạn úy chắc rồi rời đi, bắt taxi về khu nhà Cửu Phúc. Tại sao lại quay về đây? Tất nhiên là để mua nhà. Mua nhà ở đây, sau này khi ngày tận thế đến mới có thể trả thù nhà họ Trịnh. Sau đó tôi mua luôn căn biệt thự duy nhất ở khu Cửu Phúc. Mua luôn, không trả giá, trực tiếp lấy với giá 12 triệu. Sau khi lấy chìa khóa, tôi bắt đầu liên hệ với công ty cải tạo nhà. Đầu dây bên kia nghe yêu cầu duy nhất của tôi là phải kiên cố. Yêu cầu người bên ngoài dù có cầm búa sắt đập cũng phải đảm bảo ngôi nhà không bị đập thủng. Hơn nữa, cửa sổ các đều phải lắp tấm thép có thể nâng hạ. Thời gian thi công rút ngắn xuống còn 2 tháng. Việc quan trọng, đối phương cũng nói muốn đến gặp mặt thảo luận. Tôi bước vào biệt thự, đến phòng khách, vừa chờ Giả Văn Quý, tức là người của công ty cải tạo đến, vừa mở phần mềm chứng khoán bắt đầu thao tác. Một lượng lớn ký ức được khai thác.
Tuy tôi không thể đảm bảo ngày nào cũng kiếm được nhiều, nhưng dựa vào ký ức kiếp trước, biết được hai tháng này cổ phiếu nào có thể tăng, vẫn biết được. Dù kiếp trước không có tiền chơi cổ phiếu, nhưng cũng sẽ chú ý những thứ này, giống như đa số mọi người, mơ ước làm giàu. Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa sắt cốc cốc. Tôi còn thắc mắc, sao tên giả Văn Quý này chung cửa cũng không biết. Đi đến trước màn hình giám sát nhìn, hóa ra người đang làm ầm ĩ bên ngoài là Trịnh Hữu Quân. Trong lòng tôi chợt hiểu ra, xem ra chuyện mua biệt thự đã truyền ra ngoài. Đối với việc này, tôi tất nhiên sẽ không trốn tránh, nếu không cũng đã chẳng mua nhà ở đây. Bước ra khỏi biệt thự, băng qua sân đến cổng lớn. Trời ơi, cửa còn vây cả đám đông hiếu kỳ. Lão già thấy tôi ra liền muốn xông vào. Ông ta tất nhiên không muốn chuyện xấu trong nhà bị lộ ra ngoài, nhưng lại bị tôi chặn lại. Có lẽ sợ lại bị tôi tát như lần trước. Lần này ông ta cũng khôn ra, cố ý đi xa một chút, rồi mở miệng quát lên, mày dùng chính là tiền nhà tao, còn dám chặn lão tử không cho vào. Lão già đừng quên, tôi và con gái ông đã ly hôn rồi. Hôm qua ly hôn, hôm nay tôi mua nhà, nên chẳng liên quan gì đến nhà họ Trịnh các ông. Tin tức này vừa tung ra, đàn đông hiếu kỳ lập tức bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận sôi nổi. Mấy bà mấy ông còn trừng mắt nhìn chằm chằm. Trịnh Hữu Quân tất nhiên không bị câu nói này dọa, cười lạnh nói, Tiêu Nhiên, mày tưởng tao ngu à? Mày và Trịnh Quyên mới ly hôn hôm qua, đâu ra nhiều tiền mua biệt thự thế? Nên đây là tài sản chung của vợ chồng, một nửa là của nhà họ Trịnh. Tôi cũng lời tranh cãi với lão già, dù sao giờ nhà họ Trịnh chỉ có mình ông ta ở đây, có những điều thời cơ chưa chín muồi nói ra bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy tiện kiếm cái tội xâm nhập trái phép vào nhà ở giờ ông ta một chút. Lúc chuẩn bị quay vào, tôi thấy bà mẹ vợ cũ của mình từ xa đang dắt theo thằng con giả của tôi vội vàng chạy về phía này. Mắt tôi chợt sáng lên, ngày tận thế đến, trời đổ mưa đá. Sau khi Lâm Mậu Anh đến tìm hiểu sơ qua tình hình, lập tức giật mình, rõ ràng trước đó bà ta vẫn chưa biết chuyện gì. Sau đó bà cụ cũng trực tiếp ngồi phịch xuống đất, bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Đồ vô lương tâm, phát tài có tiền rồi thì vứt vợ bỏ con, đúng là súc sinh mà. Tuy đây là đang bôi nhọ tôi, nhưng lại trùng hợp rất phù hợp với tình hình hiện tại. Đám đông hiếu kỳ xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận sôi nổi. Nhưng bà cụ không biết, tôi chính là đang đợi câu nói này của bà ta. Tôi muốn nhà họ Trịnh hoàn toàn mất mặt, trong khu nhà ai cũng chỉ trích. Tôi giả vờ tức giận nói tại sao tôi phải ly hôn. Rất đơn giản, Trịnh Quyên đã có thai với người khác trước khi kết hôn. Kết hôn với tôi chỉ để che giấu chuyện mang thai, coi tôi như một thằng ngốc thôi. Trịnh Hữu Quân, Lâm Mậu Anh, các người thật là dạy con giỏi, nuôi ra một đứa con gái vô liêm sỉ, nham hiểm độc ác như vậy. Tôi sống trong nhà các người tổng cộng 4 năm, đã trải qua những gì? Các người có ngày nào coi tôi như người nhà không? Cả ngày bắt tôi làm này làm kia, mọi việc nhà đều đổ lên đầu tôi. Cho dù tôi tăng ca đến 10 giờ tối mới về, vẫn bắt tôi giặt quần áo. Hứ, đừng nhắc đến lương tâm trước mặt tôi, các người không xứng. Nói xong những lời này, mọi người đều xui sụp. Thế là xong, danh tiếng của Trịnh Quyên và nhà họ Trịnh trong khu nhà chắc chắn đã hoàn toàn bị hủy hoại. Đôi vợ chồng già Trịnh Hữu cũng lần đầu tiên nghe chuyện này, nhất thời ngay người ra không biết nói gì. Nhìn ánh mắt khinh bỉ của những người hàng xóm xung quanh, biểu cảm trên mặt cũng rất phong phú. Đây chính là Trịnh Quyên, chưa cưới đã có thai, rồi tìm một người ngốc để gánh nợ, để người ta vui vẻ làm cha, nói ra ngoài sẽ bị người ta chỉ trích sau lưng. Một lúc lâu sau, Lâm Mậu Anh phản ứng trước, lập tức thét lên thế thế. Nói bậy, con gái tôi là người tốt như vậy, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Tiêu Nhiên, mày đúng là súc sinh, ly hôn rồi mày có thể tổn thương con gái tao như vậy sao? Còn Trịnh Hữu Quân ở bên cạnh cũng phản ứng lại, miệng thì hô hào muốn liều mạng với tôi, nhưng người thì đứng đó làm bộ làm tịch. Tôi thấy màn trình diễn hài hước của ông ta, trong lòng thầm nghĩ đừng liều. Tôi còn đang chờ sau thiên tai sẽ cắt ông ra từng mảnh đây, bây giờ nếu ông bị đau tim đột tử thì chẳng phải quá đáng tiếc sao? Nhìn thời gian, giả Vân Quý cũng sắp đến rồi. Tôi cũng lời xem màn trình diễn của họ, đe dọa họ nếu còn tiếp tục gây rối, tôi sẽ cho mọi người xem video nhỏ của Trịnh Quyên và tình nhân kia. Nghe tôi nói vậy, hai ông bà già cũng không dám ở lại, đấu tranh một lúc rồi bỏ chạy tán loạn. Vở kịch kết thúc, dưa hấu đã ăn xong, mọi người cũng lần lượt giải tán, quay lại biệt thự. Không lâu sau, giả Vân Quý đã vội vàng đến, dẫn ông ta đi một vòng quanh biệt thự. Sau khi nghe tôi đưa ra một loạt yêu cầu cải tạo biệt thự, giả Vân Quý cũng khá kinh ngạc, tổng cộng hơn 600m², ông ta trực tiếp báo giá 80 triệu, tuy hơi đắt, nhưng chỉ cần đáp ứng được yêu cầu của tôi vẫn sẵn sàng chi số tiền này. Dù sao khi ngày tận thế đến, tất cả tài sản tiền bạc đều sẽ mất ý nghĩa, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Sau đó, với sự đảm bảo chất lượng của giả Vân Quý, nếu không sẽ không lấy một xu. Hợp đồng nhanh chóng được ký kết, biệt thự được giao cho giả Vân Quý. Tôi tìm đến người môi giới trước đó, lại thuê ngắn hạn một căn hộ ở khu Cửu Phúc. Dù sao sau này có không ít đơn hàng phải nhận, ở khách sạn mãi cũng thấy bất tiện. Ngay khi tôi vừa bước vào căn hộ mới thuê không lâu, điện thoại đã reo lên. Nhìn thấy cuộc gọi đến từ Trịnh Quyên, trong lòng đã rõ. Quả nhiên Trịnh Quyên nói trong điện thoại đã nhờ luật sư kiện lên tòa, yêu cầu phân chia lại tài sản vợ chồng. Nghe giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn của cô ta, tôi cười lạnh trong lòng. Vốn định vài tháng nữa mới xử lý các người, xem ra trái với mong muốn rồi. Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa, sau khi tôi nói sẽ nhờ luật sư của tôi sẽ liên hệ với cô ta. Sau đó tôi cúp máy.
Tôi không có thời gian lãng phí ở tòa án. Tôi trực tiếp lên Baidu tìm luật sư ly hôn giỏi nhất thành phố Tô, rồi trực tiếp tìm đến. Ngày tận thế đến, trời đổ mưa đá, đến văn phòng luật sư. Sau khi Lệ Tân tìm hiểu tình hình, đưa tôi đến gặp luật sư Hòa. Vị luật sư Hòa này tính phí tới 3.000 một giờ. Thật sự rất đắt, sau khi nghe tôi trình bày một loạt. Luật sư Hòa nói, vụ kiện này cho dù thực tập sinh đi kiện cũng chắc chắn thắng. Dù sao thời gian ly hôn và mua vé số đều có bằng chứng trực tiếp nhất. Không có gì khó, nhưng yêu cầu của tôi là phân chia lại tài sản và bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi. Càng nhiều càng tốt. Đối phó với gia đình chỉ biết tiền như nhà họ Trịnh, bắt họ bồi thường một khoản lớn, sợ là còn khó chịu hơn cả giết họ. Sau đó, luật sư Hòa sắp xếp cho tôi một luật sư thực tập để báo cáo tiến độ vụ kiện cho tôi bất cứ lúc nào. Sự xuất hiện của nữ luật sư thực tập này thực sự khiến mắt tôi sáng lên, cao đến 1m70, nhan sắc gần 90 điểm, chưa căng sau cong, thân hình đẳng cấp siêu phẩm, lạnh lùng quyến rũ, đúng là một mỹ nhân băng giá. Anh Tiêu, tôi tên Liễu Muội, sau này anh muốn biết tiến độ vụ kiện cứ hỏi tôi là được. Cô ấy vừa nói vừa tiễn tôi ra cửa văn phòng luật sư. Thân hình cao gầy của Liễu Muội cộng thêm đôi bồng đào sexy 34D của cô ấy, vòng mông tròn trịa căng mọng, không biết thu hút bao nhiêu ánh nhìn qua lại. Thấy tôi gật đầu nhẹ, cô ấy gợi ý, không chỉ vụ kiện, thực ra bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm tôi. Có lẽ cảm thấy câu nói này hơi kỳ lạ, cô ấy vội bổ sung thêm một câu, ý tôi là các vấn đề về pháp luật. Cô ấy không giải thích thì thôi, giải thích xong chẳng khác nào đang gợi ý tôi nghĩ lung tung. Tôi nhìn cô ấy, nhất thời không thể khẳng định cô ấy vô tình nói nhầm hay là cố ý nói vậy. Về đến nhà, sau khi tôi dọn dẹp đồ đạc, tiếp tục nghiên cứu không gian của mình, tôi phát hiện không gian này tuy rất lớn, nhưng chỉ có thể chứa vật chết. Sinh vật sống bỏ vào, lấy ra sẽ tắt thở. Hơn nữa, tất cả mọi thứ được cho vào không gian sẽ giữ nguyên trạng thái lúc đưa vào, ví dụ như nhiệt độ. Ngoài ra, tôi có thể mở không gian ở cách tôi 2m. Xa hơn thì không được. Chiều hôm sau, tôi xuống lầu định đi ăn tối. Thật trùng hợp, gặp cả nhà Trịnh Quyên trong khu nhà. Thế là không khí lại căng thẳng. Sau một hồi khẩu chiến, cả nhà đó đã thành công khiến người ta tức giận. Tôi nhìn theo hướng của họ, đoán chừng cũng đi ăn tối. Dù sao giờ cũng chẳng ai nấu cơm, bản thân họ lại lười, cộng thêm tự cho rằng sắp có một khoản tiền lớn, tất nhiên là đi ăn nhà hàng. Nhìn bóng lưng họ rời đi, tôi tính toán phải kích thích họ thêm chút nữa, lập tức đuổi theo, tiện thể gọi điện rủ Liễu Muội đi ăn. Đến nhà hàng Đức Diệt Lâu bên cạnh khu nhà, chi phí bình quân đầu người khoảng 150 tệ, không tính là thấp. Bước vào nhà hàng, rất nhanh đã tìm thấy gia đình Trịnh Hữu Quân. Tôi chọn bàn không xa họ lắm và ngồi xuống, gọi 8 món ăn, nổi bật nhất là một con cá tủ. Gia đình Trịnh Hữu Quân cũng nhìn thấy tôi, nhìn biểu cảm của họ là biết bực mình vô cùng. Các người đến ăn cơm, tôi cũng đến đây ăn cơm, cậu bảo trùng hợp không? Không lâu sau, không biết sao, Trịnh Quyên đột nhiên tức giận bước về phía tôi, lớn tiếng nói, Tiêu Nhiên, không ngờ anh lại là loại tiểu nhân đê tiện như vậy. Anh tưởng dùng mấy chiêu bẩn thỉu này là có thể đánh bại tôi sao? Nói cho anh biết, dù thế nào, chúng ta kết hôn 4 năm là sự thật, tài sản vợ chồng nhất định phải chia đều. Tuy tôi không biết chuyện gì, nhưng đoán chắc là do vị luật sư kia giở trò. Gật đầu nói quá đúng, tài sản chung của vợ chồng nhất định phải chia đều. Tôi hoàn toàn đồng ý, mong cô cũng nhớ kỹ, đừng lên tòa rồi lại hối hận. Lúc nãy khi cô nói tôi đã quay video rồi. Với cả, cô đúng là không cần quan tâm danh tiếng, chỉ không biết vị bác sĩ Trương kia có quan tâm không. Nghe nói anh ta sắp lên phó trưởng khoa rồi phải không? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh ta chứ? Nghe tôi nói xong, sắc mặt Trịnh Quyên rõ ràng khó coi hơn nhiều, nghiến răng ken két, anh đúng là tiểu nhân đê tiện. Đợi tòa án tuyên án xong, khi anh phải bỏ ra một khoản tiền lớn, tôi nhất định sẽ trả lại tất cả cho anh. Nói xong, Trịnh Quyên tức tối vặn mông bỏ đi. Tôi lắc đầu, kẻ xấu của Nhiên không bao giờ tự kiểm điểm. Không lâu sau, chỉ thấy một mỹ nữ lộng lẫy bước tới, khiến cả đại sảnh như sáng bừng lên vài phần. Ngày tận thế đến, trời đổ mưa đá, Liễu Muội đến cũng rất ăn ý, còn cố ý dựa sát vào tôi. Bầu không khí bữa ăn cũng rất tình tứ. Trịnh Quyên tức giận xít lao tới. Sau đó trong lúc trò chuyện mới biết, hóa ra là luật sư Hòa đã thuê người đăng bài tuyên truyền chuyện của Trịnh Quyên và Trương Tử Hạo. Tuy nội dung là bịa đặt lung tung, nhưng ít nhất tiêu đề là thật. Khó trách lúc này Trịnh Quyên nổi điên tại chỗ. Dù sao Trương Tử Hạo cũng là người có gia đình, còn phải dựa vào ông bố vợ làm phó viện trưởng kia để thăng tiến. Nhưng nói lại, Trịnh Quyên này đúng là si tình. Với Trương Tử Hạo thì thật không có gì để nói. Nghe lời răm rắp, không biết nên khen cô ta thâm tình hay là nói đầu óc cô ta bị kẹt cửa. Sau khi ăn xong, tôi gọi xe giúp Liễu Muội, rồi nhìn cô ấy rời đi. Người phụ nữ này cũng khá thú vị, xinh đẹp lại thông minh, thân hình cũng rất bốc lửa. Đáng tiếc trong tình hình hiện tại, tôi chẳng có tâm trạng yêu đương gì cả. Ngày tận thế sắp đến, tôi cũng phải nhanh lên, không chỉ phải tích trữ vật tư, bản thân cũng phải rèn luyện thể lực. Thời kỳ tận thế liên tục có mưa đá, quanh năm không thấy ánh mặt trời, tuy không biết có kéo dài mãi không, nhưng cũng phải chuẩn bị cho tình huống không có ánh nắng quanh năm, lúc đó thể lực càng khỏe càng ít bệnh tật. Ngoài ra là vũ khí, khi ngày tận thế bắt đầu, tôi phải khiến nhà họ Trịnh hối hận. Tất nhiên phải để họ biết tôi có rất nhiều thức ăn, nhưng một khi họ biết không thể lấy thức ăn từ tay tôi, chắc chắn sẽ tiết lộ tin tức ra ngoài, để cả khu nhà kéo đến vây công tôi.
Điều này chắc chắn sẽ xảy ra, vì ký ức kiếp trước đã chứng minh. Nên tôi cần rất nhiều vũ khí, tốt nhất là súng. Nhưng ở Hoa Hạ tôi không thể kiếm được súng. Ra nước ngoài thì có thể, tôi cũng không thiếu tiền. Nhưng nước ngoài quá nguy hiểm. Những nơi có thể tự do mua súng. Bị cướp đen có gì lạ đâu. Bây giờ chủ yếu là một chữ ổn. Nhưng không sao, tôi có thể đến trường bắn. Trực tiếp mở cửa không gian trước nòng súng. Đạn vừa bắn ra là thu vào. Và khi cần, tôi chỉ cần một ý nghĩ là có thể bắn đạn ra. Vừa có thể bắn từng viên, vừa có thể bắn liên thanh. Thậm chí không có tiếng súng. Chỉ cần bỏ ra một đống tiền, tôi có thể có đủ đạn. Mà còn là đạn đang bay. Vừa đi vừa nghĩ, tôi cũng phải đến nhà. Đến hơn 10 giờ tối, Liễu Muội gửi tin nhắn tới. Nhưng chỉ chúc ngủ ngon. Nhớ hồi tôi theo đuổi Trịnh Quyên, thường phải nhắn 10 tin. Trịnh Quyên mới trả lời một tin, mà ít nhất cũng cách nửa tiếng trở lên. Giờ tình hình hoàn toàn ngược lại. Tại sao tiền của Thực là thứ tốt? Thật là hữu dụng. Trước tài sản khổng lồ gần 400 triệu. Nữ thần như Liễu Muội thì sao? Chủ động chúc tôi ngủ ngon. Tôi cười nhẹ. Cách 10 phút, cũng trả lời hai chữ ngủ ngon. Ngày hôm sau khi tôi sàng lọc, tôi thuê một kho hàng lớn để nhận hàng hóa. Thuê xong kho, lại tìm một nhà hàng, đặt 100 bàn tiệc, mỗi bàn tính theo mức 3.000 tệ. Bảo nhà hàng chuyển bếp núc các thứ đến kho hàng nấu tại chỗ. Nhưng hôm nay chắc chắn không kịp, nên hẹn ngày mai. Vì thế tôi trả trước 50.000 tệ. Ngày hôm sau tôi đợi ông chủ nhà hàng ở kho. Rất nhanh ông chủ dẫn theo đầu bếp đến, bắt đầu nấu nướng, bận rộn đến trưa. Cuối cùng làm xong 100 bàn, tôi đợi họ đi rồi. Trực tiếp cho cả đĩa lẫn thức ăn vào không gian. Mấy ngày tiếp theo, tôi mỗi ngày đều nhận 100 bàn tiệc. Nhà hàng cũng thay đổi liên tục, tránh gây nghi ngờ. Còn các loại hàng hóa tôi mua trên mạng cũng đã gửi đến từng nơi, tất cả đều được gửi đến kho hàng. Nước tinh khiết cũng được vận chuyển đến kho hàng từng xe một. Còn có gạo, mì ăn liền, gà vịt, cá thịt, hoa quả, năm. Chỉ cần tôi nghĩ ra, tất cả đều được vận chuyển đến từng xe một. Ban ngày nhận hàng hóa, vào buổi tối, tôi sẽ đến phòng tập thể dục để rèn luyện cơ thể. Không biết có phải vì tái sinh hay không, thể chất của tôi tốt hơn kiếp trước không chỉ một chút. Tôi đăng ký một khóa học riêng với một huấn luyện viên nữ xinh đẹp. Một buổi học là 500, mỗi buổi học một tiếng, giống như luật sư Liễu Muội, cũng là một chữ. Mỗi tối tập 3 tiếng là 1.500. Người bình thường không thể chịu nổi. Cũng chính vì vậy, Lưu Tố Tố tất nhiên rất nhiệt tình với người giàu như tôi. Rất nhiệt tình. Đôi khi thực ra tôi không chạm vào cô ấy, nhưng cô ấy lại cố tình chạm vào. Cũng cố gắng thể hiện thân hình hoàn hảo của mình trước mặt tôi. Ý đồ rất rõ ràng. Nhưng mà, bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến chuyện tận thế. Làm gì có tâm trạng làm mấy hoạt động giải trí này. Nên tập xong là đi luôn. Mỗi lần đều khiến Lưu Tố Tố ngơ ngác. Tận thế giáng lâm, trời đổ mưa đá. Lúc về nhà nhận được điện thoại của Lưu Muội, nói là vụ kiện cơ bản đã xong. Trước những bằng chứng rắn như sắt, luật sư của Trịnh Quyên chỉ có thể khuyên cô ta hòa giải. Tiền bồi thường, phân chia tài sản, Trịnh Quyên tổng cộng phải bồi thường 410.000. Tôi trực tiếp để Lưu Muội bọn họ xử lý là được. Sau khi tiền vào tài khoản thì quyên góp hết cho dự án Hy Vọng. Khi cửa thang máy sắp đóng, một người phụ nữ vội vàng chạy tới, liên tục bấm nút lên. Thế là cửa thang máy lại từ từ mở ra. Một người phụ nữ ăn mặc sành điệu bước vào. Mùi nước hoa thơm ngát, là loại nước hoa rất cao cấp. Thấm người nhưng không nồng, mà dung mạo của cô ấy cũng rất đẹp. Thậm chí có một loại cảm giác rạng rỡ, mê hoặc đến tận xương tủy. Tôi dùng ánh mắt thuần túy ngắm nhìn vẻ đẹp của người phụ nữ. Nhìn người phụ nữ trước mắt, nào ngờ cô ấy đột nhiên quay đầu lại nói, "Ồ, anh chính là Tiêu Võ Nghĩa đó phải không?" Tiêu Võ Nghĩa, tôi cũng sửng sốt. Sao tôi nhanh chóng có biệt danh rồi vậy? Xem ra chuyện vé số vẫn bị lộ ra ngoài. Tôi bất giác cười nói, tôi đúng là Tiêu Nhiên, chào cô. Tôi tên Hàn Vân. Nhưng từ tầng 1 lên tầng 15 không cần bao lâu. Cùng với tiếng đinh một tiếng, thang máy đã đến tầng 15. Tôi gật đầu với Hàn Vân. Bước ra khỏi thang máy, tôi nhanh chóng quên đi sự việc nhỏ này. Về đến nhà nằm phịch lên ghế sofa, gọi đồ ăn ngoài. Ngày hôm sau theo kế hoạch, tôi đến một trường bắn. Ở đây đạn súng ngắn là 10 tệ một viên. Súng trường là 20 tệ. Tôi tất nhiên chọn dùng súng trường. Hơn nữa còn là loại có thể bắn liên thanh, loại tự động hoàn toàn. Tôi trực tiếp nạp trước 500.000, đeo chắc nút tai rồi bắt đầu bắn. Tiếng súng vang lên, tôi chỉ ngắm bừa. Dù sao viên đạn bay ra 2 mét, sẽ bị cánh cửa không gian thu đi. Hơn nữa người khác cũng không nhìn thấy cánh cửa không gian của tôi. Ở chế độ bắn liên thanh, bắn hết một băng đạn. Thật là nhanh. Không bao lâu nòng súng đã nóng ran. Đổi súng tiếp tục. Tôi chơi 5 tiếng. Tiêu tốn gần 400.000. Điều này cũng có nghĩa là tôi thu được 20.000 viên đạn. Nếu tôi có thể luyện tập tốt, dung dị không gian bắn chính xác viên đạn, đủ để hạ gục 20.000 mục tiêu. Nói quá, tôi không tiếp tục nữa. Bởi vì cho dù đã đeo nút tai, nghe liên tục 5 tiếng tiếng súng, cũng khiến đầu óc tôi hơi ong ong. Hơn nữa lực giật cũng đập vào hóm vai tôi đau nhức. Ngày mai nghỉ ngơi, ngày kia lại tìm một trường bắn khác thu thập đạn. Không thể chỉ chăm chăm vào một chỗ. Mặc dù đây là trường bắn ngoài trời, đạn bắn xuống đất bùn không tìm thấy cũng rất bình thường. Nhưng 20.000 viên đạn đều trượt hết. Thôi vậy, đừng gây nghi ngờ cho người khác. Tôi quay về khu chung cư, đến chỗ thang máy. Có một người đàn ông đang đợi thang máy, tuổi không lớn lắm, khuôn mặt thực ra rất đẹp trai, nhưng có vẻ hơi cầu thả, mùi rượu nồng nặc rõ ràng là chưa ngủ đủ. Còn thâm mắt rất nặng.
anh ta liếc nhìn tôi, trước tiên lộ vẻ ghen tị, sau đó lại ngẩng đầu lên, dường như cố ý để tôi nhìn thấy. Tôi quen anh à? Lười không thèm để ý đến anh ta, thang máy đến, chúng tôi lần lượt bước vào, mỗi người bấm tầng của mình. Tôi phát hiện đối phương bấm tầng 17, ồ, cùng tầng với cô gái xinh đẹp quyến rũ Hàn Vân. Anh ta chẳng lẽ là chồng của Hàn Vân sao? Haha, cũng khá là có phúc đấy. Khó trách vừa nãy ngẩng đầu cho tôi nhìn, nhưng khi cửa thang máy vừa đóng được một nửa, lại mở ra lần nữa, đột nhiên bước vào hai tên đàn ông. Khi nào trả tiền? Ngô đại ca, anh cho tôi thêm 2 ngày nữa, tôi nhất định sẽ trả tiền cho anh. Gia hạn, đã gia hạn cho mày mấy lần rồi? Tôi nhìn bọn họ như vậy, chắc một lúc cũng chưa giải quyết xong, bực mình nói có vấn đề thì ra ngoài nói. Đừng ở đây làm phiền người khác. Chắc là lời nói của tôi đã chọc giận hai tên này. Hai tên hung hăng trừng mắt nhìn tôi, gầm lên, mẹ kiếp, cút ra ngoài cho tao. Tôi sẽ sợ chúng sao? Tất nhiên là không, nếu không cũng đã chẳng nói gì. Nếu là thời kỳ hậu tận thế, sớm đã lấy 2 viên đạn giải quyết rồi. Cho dù bây giờ vẫn chưa phải hậu tận thế, gần đây 1 tháng ở chỗ Lưu Tố Tố cũng không phải luyện tập vô ích. Tôi không chịu thua kém, cho dù các anh là chủ cũng nhà cũng không có tư cách đuổi người. Hơn nữa không phải muốn cút, mà là các anh cút nhanh lên. Các anh đã lãng phí không ít thời gian của tôi rồi. Tận thế giáng lâm, trời đổ mưa đá, tiếp tập trước. Hai tên nghe xong lời tôi nói, lập tức nổ tung tại chỗ. Tên đứng trước mặt tôi trực tiếp giơ tay nắm lấy cổ áo của tôi. Tôi cũng không nói nhiều, một cú đấm. Tên kia trực tiếp cúi người quỳ xuống, quệ nôn thốc nôn tháo. Thấy tôi ra tay, tên kia bụng bia to nổi giận, vung nắm đấm đánh về phía tôi. Bịch bịch bịch, một trận hỗn chiến. Trời ơi, hai tên kia nhìn thì đáng sợ lắm. Thực ra chỉ là gối thêu hoa, hoàn toàn không chịu nổi đòn. Tuy tôi cũng bị đánh trúng mấy cái, nhưng thể chất tôi khỏe mạnh, ăn mấy cú đấm cũng không sao, chỉ là hơi đau thôi. Không bao lâu sau, hai tên kia đã bị tôi ném ra khỏi thang máy, mỗi tay một đứa. Đừng tưởng giúp tôi là tôi sẽ cảm ơn anh. Tôi có cầu anh nghe đâu. Đây là lời người nói sao? Tôi liếc nhìn gã đàn ông này. Tôi với anh hình như không quen biết nhau đúng không? Sao anh lại có thù hằn lớn với tôi vậy? Trừ phi là ganh ghét người giàu. Tôi chợt tỉnh ngộ. Thang máy đi lên, tôi cười hì hì, cố ý chọc vào nỗi đau mà nói, nợ người ta bao nhiêu tiền? Gã đàn ông nồng nặc mùi rượu lập tức như bị chọc trúng chỗ hiểm, ngậm miệng lại. Tôi tiếp tục nói, hay là tôi bấm tầng 1 cho anh nhé. Hai người kia chắc vẫn còn ở đó. Gã đàn ông nồng nặc mùi rượu lại run lên, vẻ sợ hãi hiện rõ. Tôi mới thong thả nói, mặc dù tôi không cố ý ra tay vì anh, nhưng quả thật đã giúp được anh. Anh không nói cảm ơn thì thôi, còn định mắng tôi. Vậy là không đúng rồi, anh nợ tôi một lời xin lỗi. Nói xong tôi đặt ngón tay lên nút tầng 1. Tôi thực sự không ngại quay lại tầng 1, ném cả tên đàn ông nóng tính này ra ngoài. Bị tôi dọa như vậy, gã đàn ông nóng tính cũng đành phải nói xin lỗi tôi, sau đó cúi đầu không dám nhìn tôi. Tôi cười khẽ một tiếng. May mà là bây giờ, nếu vào thời kỳ hậu tận thế, tôi bắn một phát đạn xuyên qua anh cừu cũng vô ích. Cùng với tiếng đinh một tiếng, thang máy đến tầng 15, tôi bước ra ngoài, cửa thang máy đóng lại. Một tiếng rầm vang lên từ phía sau tôi. Lười không thèm để ý đến anh ta. Có lúc anh cầu xin tôi, nghĩ đến vẻ quyến rũ trưởng thành của Hàn Vân, tôi vẫn có chút hứng thú. Vợ anh ta chắc là Hàn Vân nhỉ? Về nhà vừa nằm trên ghế sofa chưa bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Tôi còn tưởng là gã đàn ông nồng nặc mùi rượu kia. Nghĩ bụng sao anh ta đột nhiên có dũng khí vậy? Sau đó nhìn qua mắt mèo, lại là Trương Tử Hào. Rất kỳ lạ sao? Một chút cũng không, ngược lại còn hơi ngạc nhiên, sao anh ta mới tìm đến? Lưu Mai đã nói với tôi, trước đây sự việc bị ầm ĩ, vợ của Trương Tử Hào làm ầm lên và cãi nhau với Trịnh Quyên, không biết thế nào lại đẩy đứa con trai giả của tôi xuống lầu. Chết luôn, để được Trịnh Quyên tha thứ, đã bồi thường cho cô ta 1 triệu. Cũng chính vì vậy, Trịnh Quyên mới có tiền bồi thường 410.000 cho tôi. Tuy nhiên, tôi biết cậu ở bên trong, cậu mở cửa ra trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi lười không thèm để ý đến anh ta. Có thể nói gì đây? Không sao, trước đây là tôi làm sai, cậu xin anh tha thứ cho tôi, sau này tôi sẽ một lòng một dạ đối tốt với anh và những thứ tương tự. Mục đích là gì? Nghĩ lại dù sao vẫn còn hơn 1 tháng nữa mới đến tận thế, tạm thời chơi đùa với anh trước đã. Tôi nói với bên ngoài cửa rằng có chuyện gì cứ nói ở ngoài đi. Sau đó Trịnh Quyên bắt đầu than vãn ở cửa, còn nói là lúc đầu Trương Tử Hào đến ép buộc cô ta làm chuyện đó. Tôi nghe càng thấy vô lý, những lời nói dối như vậy đơn giản là nói năng bừa bãi, thật là đủ vô liêm sỉ. Coi tôi là thằng ngốc à? Tôi thầm cười, nhưng lại dùng giọng điệu nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Vậy mà Trương Tử Hào lại đê tiện xấu xa như vậy? Hay là thế này, cô đi báo án ngay đi. Bên ngoài đột nhiên im lặng. Một lúc sau, Trịnh Quyên mới nói, thời gian trôi qua quá lâu rồi, tôi lại không thu thập bằng chứng, không kiện được anh ta. Không có bằng chứng thì sợ gì, con gái chỉ cần rút lại sự đồng ý thì đó chính là tường. Tuy nhiên, thôi vậy, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Bây giờ Tiểu Kiệt cũng đã chết rồi, giữa chúng ta không còn trở ngại nữa. Chúng ta quay lại với nhau được không? Tuy nhiên, em biết anh thích con nít, em sẽ sinh cho anh một đứa con trai của riêng chúng ta. Tôi nghe mà suýt không nhịn được cười. Tôi thực sự muốn cưới lại Lưu Mai, chẳng phải rất tuyệt sao? Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn, nói rằng tôi đã có bạn gái rồi. Trịnh Quyên nghe xong lập tức nóng nảy, hỏi tôi là ai, có phải là cô luật sư đó không? Nghe tôi xác nhận xong liền mắng một tràng. Sau đó tôi nhấn mạnh, đôi thỏ trắng to và xinh đẹp của Lưu Mai, dù sao Trịnh Quyên chỉ hơn cỡ anh một chút, tôi nghĩ ám chỉ như vậy là đủ rồi. Trong tay cô ta vẫn còn hơn 600.000 tiền bồi thường, nếu đi phẫu thuật thẩm mỹ thì chắc phải tốn không ít tiền.
Đến lúc đó phát hiện ra tôi cố ý trêu chọc cô ta, khiến bản thân không những mất tiền mà còn phải chịu đựng nỗi đau khổ to lớn trong quá trình phẫu thuật. Không biết có bị ngất xỉu luôn không. Người khác thì tôi không dám nói, nhưng cả nhà Trịnh Quyên vì tiền thì có thể liều mạng làm bất cứ điều gì. Bây giờ tôi đang nghi ngờ cái chết của thằng con trai giả của tôi có phải do Trịnh Quyên sắp đặt không. Nhưng cũng không sao cả, không liên quan đến tôi. Nhưng để thêm dầu vào lửa cho Trịnh Quyên, khiến cô ta quyết tâm, đã đến lúc hẹn Lưu Tố Tố rồi. Tận thế giáng lâm, trời đổ mưa đá. Tiếp tập trước, sau bữa tối như thường lệ tôi đến chỗ Lưu Tố Tố tập thể dục. Sau khi kết thúc, tôi rủ cô ấy cùng đi ăn đêm. Lưu Tố Tố cũng vui vẻ đồng ý. Chỗ chúng tôi ăn đêm ngay bên cạnh khu chung cư. Giờ này cũng không tính là muộn lắm, vẫn còn khá nhiều cô chủ đang đi dạo. Bây giờ tôi là người nổi tiếng trong khu chung cư, rất dễ bị họ nhận ra. Lại nhìn sang Lưu Tố Tố bên cạnh, mọi người tự nhiên đều hiểu cả. Bữa đêm ăn là đồ nướng, tôi còn đặc biệt gọi thêm mấy cái thận cứu, khiến gương mặt xinh đẹp của Lưu Tố Tố bên cạnh ửng hồng, trông càng quyến rũ. Ăn xong tôi dẫn Lưu Tố Tố về khu chung cư. Điều này tất nhiên cũng bị không ít người nhìn thấy, nhưng đây chính là hiệu ứng tôi muốn. Chúng tôi đi thang máy lên tầng 15. Vừa vào cửa phòng, Lưu Tố Tố đã chủ động ôm lấy tôi. Một đêm trôi qua, mây mưa mấy lượt, Lưu Tố Tố hoàn toàn khác với Trịnh Quyên. Cô ấy nhiệt tình như lửa, không chỉ phối hợp mà còn chủ động, kinh nghiệm phong phú. Trước đây Trịnh Quyên hoàn toàn chỉ là đối phó cho xong, trung bình một tháng còn chưa được một lần. Tái sinh rồi mới biết tại sao cô ta lạnh nhạt với tôi như vậy. Thôi không nhắc nữa. Ngoài ra Lưu Tố Tố cũng không có tham vọng lớn như vậy, rất biết điều biết lượng sức mình. Tôi hứa với cô ấy mỗi tháng 100.000 cộng thêm một chiếc xe, cô ấy cũng rất hài lòng chấp nhận. Ngày hôm sau chưa kịp ngủ dậy, đã nghe thấy tiếng gõ cửa cốc 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 ở bên ngoài, vừa gấp vừa dồn dập, cứ như là có ai chết trong nhà vậy. Tôi nghĩ chắc là Trịnh Quyên, nếu không sẽ không có ai tức giận đến vậy. Nhìn qua mắt mèo, quả nhiên cô ta đến rồi. Kế hoạch tiến triển thuận lợi, tôi mở cửa ra, Trịnh Quyên cũng không quan tâm gì cả, trực tiếp xông vào. Tiêu Nhiên, tôi nghe người ta nói tối qua anh để một người phụ nữ ở lại qua đêm, có đúng không? Tôi gật đầu thừa nhận. Sao anh có thể như vậy? Sắc mặt Trịnh Quyên tái mét, vẻ tức giận như bị đeo nón xanh. Tôi cười nhạt, tại sao tôi không thể như vậy? Tôi bây giờ độc thân, đàn ông độc thân không thể tìm phụ nữ sao? Trịnh Quyên há hốc mồm sững sờ ở đó không biết nói gì. Tiêu Nhiên, là ai vậy? Lúc này Lưu Tố Tố cũng bước ra. Ánh mắt của hai người phụ nữ lập tức chạm nhau. Cô là ai? Cô không phải là cô luật sư đó sao? Không phải ai cả, chỉ là vợ cũ của tôi thôi. Sáng sớm không biết đến đây làm gì. Nếu cô buồn ngủ thì về ngủ thêm chút nữa đi. Tiêu Nhiên, hôm qua anh không phải còn nói cô luật sư đó là bạn gái của anh sao? Hôm nay sao lại cứu anh? Anh làm vậy không sợ cô Lưu Mai biết sao? Chưa kịp mở miệng, Lưu Tố Tố đã tiến lên nói. Người giàu tìm người như tôi, không phải là chuyện rất bình thường sao? Sao ly hôn rồi mà còn muốn quản chồng cũ? Thật là chuyện cười lớn nhất thế gian. Trịnh Quyên nổi giận, định xông lên tát Lưu Tố Tố. Nhưng cô ấy là huấn luyện viên thể hình, đánh nhau thì một người ít nhất đánh được hai Trịnh Quyên. Cho nên, Lưu Tố Tố vững vàng nắm lấy cổ tay Trịnh Quyên, khinh thường nói, đánh người là phạm pháp đấy. Chị à, Trịnh Quyên tức đến nỗi mũi suýt bị méo. Đây không phải đang ám chỉ cô ta già sao? Lưu Tố Tố lại đẩy thêm cái nữa, buông tay ra, Trịnh Quyên đành phải lùi lại mấy bước. Trịnh Quyên còn có thể nói gì nữa? Cô ta đánh giá Lưu Tố Tố từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn ngực mình, vẻ mặt như chưa tỉnh ngộ. Nói, Tiêu Nhiên, em tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu, anh đợi em nhé. Ơ, sao cô ấy đi rồi? Cô ấy chắc định đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực đấy. Với cái nền tảng của cô ấy, nhiều lắm cũng chỉ nâng được cỡ si thôi. Tôi cười lớn. Phẫu thuật thẩm mỹ là cái hố không đấy. Ha ha, 600.000 rất dễ tiêu hết. Tôi rất mong chờ. Nhìn thấy Trịnh Quyên nghèo rất mồng tơi, mới phản ứng lại là mình bị lừa. Đến lúc đó trong cơ thể còn có vật liệu độn, sinh hoạt hàng ngày sẽ rất bất tiện. Lấy ra thì lại không nỡ, khiến cô ta hối hận chết đi được. Sau đó, cùng Lưu Tố Tố ăn sáng xong đi mua một chiếc xe. Về đến nhà lại có người gõ cửa. Phản ứng đầu tiên là Trịnh Quyên lại đến. Không nên vậy chứ. Bị kích thích lớn như vậy, chắc đang chọn bệnh viện mới đúng. Tôi đứng dậy nhìn qua mắt mèo gồ. Lại là Hàn Vân. Cô ấy đến tìm tôi làm gì? Tận thế giáng lâm, trời đổ mưa đá. Tiếp tập trước, sau khi tôi mở cửa, Hàn Vân thấy tôi cũng đỏ mặt, vội vàng chen vào cửa, còn thuận tay đóng cửa lại, như sợ bị người khác nhìn thấy. Tôi lùi lại một chút, cười nói, cô tìm tôi có việc gì sao? Anh có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Nói xong có lẽ cô ấy cũng thấy ngại, cúi đầu xuống. Mượn bao nhiêu? 30 vạn. Tôi không từ chối, cũng không đồng ý. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặc dù hỏi vậy, nhưng mơ hồ đoán được đôi chút. Hàn Vân do dự một chút, vẫn nói, chồng tôi thua bạc sạch túi không nói, còn vay tiền sòng bạc nữa. Bây giờ người ta tìm đến tận nhà đòi tiền. Họ nói nếu trong vòng 3 ngày không trả tiền thì bắt tôi đi trả nợ. Nói xong suýt khóc. Quả nhiên, người gặp trong thang máy trước đó đúng là chồng cô ấy. Tôi hỏi, sao cô lại lấy một tên nghiện cờ bạc? Hàn Vân thở dài, chồng tôi trước đây không như vậy. Anh ấy sự nghiệp thành công, lại còn đẹp trai nữa. Chỉ là sau này anh ấy bị lừa, đầu tư thất bại, công ty thua lỗ sạch bách. Từ đó trở nên chán nản, sau đó còn nghiện ma túy nữa. Giờ đây bố mẹ anh ấy cũng không quản anh ấy nữa. Tiêu Nhiên, anh giúp em lần này được không?
Tôi lắc đầu, tôi và cô không phải người thân, không quen biết. Tại sao phải cho cô vay tiền? Trong lòng tôi nghĩ, tôi trúng số độc đắc, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Hàn Vân hơi thất vọng, buông tay ra. Tôi lại nói, nhưng nếu cô dùng thứ gì đó để thế chấp, thì tôi sẽ cho cô vay. Mắt Hàn Vân lập tức sáng lên, hỏi, anh muốn tôi thế chấp cái gì? Tôi chỉ vào cô ấy. Hàn Vân đầu tiên sững sờ, sau đó phản ứng lại, mặt đỏ bừng lên. Tiếp theo là nổi giận, mắng một tiếng vô liêm sỉ, xoay người mở cửa, bước ra ngoài. Chính cô đến vay tiền, tôi còn không được đưa ra yêu cầu sao? Nói xuông muốn vay 300.000. Thật coi người khác là ngốc. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày tận thế càng lúc càng gần. Tiền của tôi trong thị trường chứng khoán đã tăng lên đến 3 tỷ. Tôi đã bắt đầu dần dần thoái vốn, liên tục mua mua mua. Ngoài ra, việc cải tạo biệt thự cũng đã hoàn thành. Tôi rất hài lòng, sảng khoái trả nốt số tiền còn lại cho Giả Vân Quý. Bản thân cũng chuyển về ở. Trong khoảng thời gian đó, Trịnh Quyên có đến nữa không nhận ra, hoàn toàn thay đổi diện mạo. Cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, cũng đúng là đẹp hơn trước rất nhiều, nhưng mà mặt cứng đờ quá, đầy cảm giác công nghệ. Cô ta còn tự hào khoe với tôi gương mặt đầy công nghệ của mình. Tôi liếc nhìn một cái, xoay người định bỏ đi. Trịnh Quyên gấp gáp, anh không nên nói gì sao? Nói gì? Khen cô đẹp à? Làm ơn, với cái mặt cứng đờ như sắc sống của cô bây giờ, tối ngàn vạn lần đừng ra đường, sẽ dọa các em bé đấy. Trịnh Quyên ngây ngốc nhìn tôi, rồi hét lên một tiếng, làm tôi giật mình, vẻ mặt tức giận đến cực điểm, mặt mày mờ mịt. Tôi lười để ý đến cô ta, xoay người bỏ đi. Phía sau vang lên tiếng gào thét điên cuồng. Thời gian đến tối ngày 31 tháng 5, tôi chằn chọc khó ngủ. Bên cạnh nằm một con chó hoang. Đây là con chó tôi nhặt được ở kho hàng, ăn vụng đồ, sau đó tôi cho ăn luôn. Nó dần dần phụ thuộc vào tôi. Tôi bèn đem nó về nhà. Tôi nghĩ sau thiên tai, con người còn không bằng động vật đáng tin cậy, nên tôi thả nuôi một con chó. Ngày mai tận thế sẽ ập đến. Sao tôi lại có cảm giác như đàn bà mang thai 10 tháng, hồi hộp chờ đợi ngày sinh nở nhỉ? 9 giờ sáng ngày mồng 1 tháng 6, tôi đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời. Thế nhưng không hề có mưa đá rơi xuống. Chẳng lẽ sau khi tôi tái sinh, thiên tai thực sự không đến nữa sao? Vậy thì buồn cười lắm. Nhưng cũng không sao, vật tư tôi chuẩn bị đủ dùng cho mấy trăm đời. Hơn nữa tôi còn sở hữu dị năng không gian, hoàn toàn có thể làm được việc. Ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng động lớn, đó là âm thanh vật nặng rơi trên kính. Tôi nhanh nhẹn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy dưới đất rõ ràng có một khối băng to bằng nắm tay. Đó không phải đồ chơi, do đứa trẻ nào đó làm từ tủ lạnh ở nhà, bởi vì khối băng này rõ ràng có màu xanh thẫm. Đây chính là mưa đá. Đến đúng hẹn, ngày tận thế, trời đổ mưa đá đến tiếp theo tập trước. Theo thời gian trôi qua, lại có mấy hòn mưa đá rơi trên mái nhà, phát ra tiếng động trầm đục. Bầu trời vốn trong xanh cũng nhanh chóng trở nên tối tăm như màn đêm, sương mù cũng từ từ bắt đầu lan tỏa. Tôi mỉm cười. Toàn bộ biệt thự sau khi cải tạo, đừng nói mưa đá to bằng nắm tay, ngay cả to bằng đầu người cũng không sợ. Còn về kính, đó đều là loại kính đặc biệt, cho dù dùng búa sắt lớn đập mấy trăm cái cũng đừng hòng làm nứt vỡ. Hơn nữa tôi còn có thể nâng tấm thép lên, như vậy mới thực sự là tường thép vách sắt. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cả khu dân cư náo loạn. Mưa đá rơi không nhanh, nhưng bị thứ này đập trúng một cái thì không phải chuyện đùa. Nếu trúng thẳng vào đầu, có khi vỡ sọ luôn. Có người đang đi bộ bên ngoài, kết quả bị đập trúng một cái, lập tức kêu la thảm thiết. Còn ông Tô, xe điện bị mưa đá nặng như vậy đập trúng, cũng phát ra âm thanh báo động chói tai. Khu dân cư này sao mà không náo nhiệt được. Ngoài ra, cho dù đã đóng cửa phòng, nhưng mắt thường cũng thấy, nhiệt độ trong phòng đang giảm nhanh chóng. Năm nay thực ra rất nóng, cuối tháng 5 đã vượt qua 30 độ. Nhưng bây giờ thì sao? Nhiệt độ trực tiếp giảm từ 32 độ xuống, nhanh chóng xuống dưới 20 độ. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, nhiệt độ phòng đã giảm xuống 15 độ. Vào giữa trưa, nhiệt độ phòng thậm chí còn giảm xuống 5 độ. Rất nhanh, nhiều đài truyền hình đều tạm ngừng để phát tin tức, bắt đầu giới thiệu về thời tiết cực đoan này. Mặc dù các chuyên gia đã phát hiện mưa đá có độc, nhắc nhở mọi người không được chạm vào, nhưng cụ thể cũng không giải thích được tại sao. Chỉ nói có thể liên quan đến tia bí ẩn từ vũ trụ sâu thẳm mấy ngày trước, nhưng vẫn cần nghiên cứu để xác nhận. Cuối cùng là yêu cầu người dân ở trong nhà tuyệt đối không ra ngoài. Tôi lấy ra mấy món ăn từ không gian dị thứ nguyên bày lên bàn, có thịt, có tôm, có rau, còn có một bát canh. Ăn cơm và bắt đầu ăn, gắp cho chó hoang một ít rau và cơm. Tóm lại tôi ăn gì nó ăn nấy, cũng không kén chọn. Tôi đặt tên cho nó là báo tử. Tôi lại dọn sạch đồ ăn thừa bữa trưa. Mặc dù vật tư rất nhiều, nhưng đã bước vào thời kỳ tận thế, tôi tuyệt đối không có thói quen lãng phí. Sau bữa tối, đáng lẽ là lúc dắt chó đi dạo, tôi dẫn báo tử đến tầng hầm. Tầng hầm nối với bãi đỗ xe của khu dân cư, cơ bản cả khu dân cư đều thông nhau, đi qua một lối đi hẹp dài là đến. Chỉ thấy nơi này thật náo nhiệt, các cụ già không chỗ đi dạo, chỉ có thể đến đây tán gẫu. Tôi dắt báo tử đi không lâu, đã thấy bốn người đi về phía tôi. Chẳng phải là gia đình vợ cũ của tôi sao? Trịnh Quyên đi ở phía trước cùng, những người khác vây quanh cô ta như vệ sĩ. Tôi nhìn một cái, hê hê, đây là có tình huống rồi. Tiêu Nhiên, Trịnh Quyên tiến lên, nghiến răng gọi. Đó là một sự căm hận. Cảm nhận được sự thù địch của cô ta, báo tử lập tức nghe răng. Nếu không phải tôi dắt nó, chắc đã lao tới rồi. Rất tốt, tôi cần không phải là thú cưng.
Tôi giả vờ ngạc nhiên nói, cô đi phẫu thuật thẩm mỹ và nâng ngực ở đâu vậy? Tôi nghe nói bây giờ làm loại phẫu thuật này không rẻ. Chỉ riêng phí phẫu thuật đã vài trăm nghìn, cộng thêm chi phí chăm sóc sau phẫu thuật ít nhất cũng phải 700-800 nghìn chứ. Tôi không biết giá cả, chỉ là cố tình nói thêm. Nhưng Trịnh Hữu Quân nghe xong, lập tức hỏi ngay, thằng nhóc này nói đúng không? Con đã tiêu hết tiền rồi à? Vậy đám cưới em trai con thì sao? Bên đó còn cần gấp 300 nghìn tiền sính lễ. Ba đừng nghe nó nói bậy nói bạ. Nó chỉ không muốn nhà mình yên ổn thôi, con làm đẹp không tốn nhiều tiền. Ba cứ yên tâm. Trịnh Hữu Quân nghe xong, mới thôi không hỏi tiếp. Nhưng người tính cách nhà họ, tôi không tin về nhà, họ sẽ không kiểm tra tài khoản của Trịnh Quyên. Nhưng giờ Trịnh Quyên càng thêm oán hận tôi. Nguyền rủa, hy vọng trận mưa đá này kéo dài hơn. Như vậy 400 triệu của anh chỉ có thể nằm trong ngân hàng, chỉ có thể nhìn mà không mua được gì. Miệng Trịnh Quyên đúng là được phủ phép, tiền thực sự đã thành giấy lộn. Tôi giả vờ tức giận nói, cô đúng là ích kỷ, chỉ để tiền của tôi không có chỗ dùng, lại mong thiên tai này kéo dài mãi. Cô muốn hàng xóm láng giềng, cha mẹ bà con đều gặp bất hạnh sao? Tôi vừa dứt lời, đã có người xem náo nhiệt bắt đầu chỉ trỏ Trịnh Quyên. Dần dần càng nhiều người tham gia vào, Trịnh Quyên cũng biết mình lỡ lời, sắc mặt tái nhợt. Rất nhanh những người hàng xóm tụ tập bắt đầu chỉ trích cả nhà cô ta. Tôi thì rất báo tử lặng lẽ rút lui. Mới chỉ là ngày đầu tiên, mọi người vẫn chưa nhận ra sự khủng khiếp của thiên tai. Đợi thêm vài ngày nữa, mọi người hết nước hết lương thực, lại không có chút lực lượng cứu viện nào, mọi người mới thực sự bắt đầu hoảng loạn.